Tác giả của đầu truyện Anh Đét Anh Lấp là ai? Đó chính là tác giả Yoshifumi Tozuka. Tác giả sinh vào ngày 5 tháng 8 năm 1989 tại Saitama, Nhật Bản vào năm 2013, lúc tác giả chỉ mới 24 tuổi. Hiện tác giả cũng đã giành được giải Á quân của giải thưởng manga mới Dredger lần thứ 78 cho một one shot có tên là Uchukanko The Arc. One shot này cũng được ra mắt vào một năm sau đó, vào ngày 7 tháng 5 năm 2014. Mặc dù tác giả đạt được giải thưởng lớn, nhưng cũng chính điều này đã làm khổ tác giả thời gian sau này đó các bạn. Do là bản thân tác giả dù cố gắng sáng tác như thế nào thì cũng khó có thể nào vượt qua được cái bóng quá lớn của đầu truyện one shot đã đạt giải. Và phải tới những năm tháng mà tác giả đã 30 tuổi trở về sau này á, thì tác giả mới chính thức có cho mình một ấn phẩm nổi bật trong sự nghiệp của mình, đó chính là đầu truyện Undead Unlocked. Khởi đầu của đầu truyện này là một one shot được ra mắt vào tháng 1 năm 2019. Về sau thì truyện mới được chuyển thành truyện dài kỳ và được đăng tải trên tạp chí Weekly Shonen Jump vào ngày 20 tháng 1 năm 2020. Và cho tới thời điểm hiện tại thì truyện vẫn còn đang được tiếp tục sáng tác đó các bạn. Và đó cũng chính là câu trả lời cho thắc mắc